Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ giảng các em khoa học tự nhiên sau bài 32 sách cánh diều nha. Trong lúc xem bài giảng của Hệ Liêm, các em quảng cáo, các xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sau bài 32 nhiên liệu và năng lượng tái tạo. Học xong bài này em có thể nêu được vật liệu giải phóng năng lượng tạo ra nhiệt và ánh sáng khi bị đốt cháy gọi là nhiên liệu. Mình sẽ lấy được ví dụ về một số loại năng lượng tái tạo không dùng, như là những vật liệu mà giải phóng năng lượng tạo ra nhiệt và ánh sáng khi đốt cháy, người ta gọi là nhiên liệu nha. Ví dụ như là than đá nè, xăng dầu đúng nè, thì gọi là nhiên liệu. Lấy được ví dụ về một số loại năng lượng tái tạo. Năng lượng tái tạo có nghĩa là năng lượng mình sẽ sử dụng được nhiều lần mà không sợ hết thì gọi là năng lượng tái tạo đúng nè. Trước hết là mình sẽ có câu hỏi đáp bài. Hãy ghi tên những nhiên liệu gia đình em dùng. Các thiết bị nào trong nhà em có dùng nhiên liệu đó? Giờ như là mình sẽ ghi tên những nhiên liệu gia đình em dùng nha. Và sau đó mình sẽ nói về những thiết bị nào trong gia đình em sẽ dùng nhiên liệu đó. Như vậy là câu này các em sẽ trả lời như sau. Những nhiên liệu gia đình em dùng như là than củi nè, xăng và khí ga. Tiếp theo là các thiết bị trong nhà em có dùng các nhiên liệu đó. Ví dụ như nhiên liệu than củi dùng cho bếp than để nướng thịt, nướng ngô. Nhiên liệu khí ga dùng để bếp ga để đun nấu thức ăn. Nhiên liệu xăng dùng cho máy phát điện chạy bằng xăng hoặc là sử dụng cho xe máy của bố mẹ em. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Như vậy mình thấy gia đình mình cũng sử dụng khá nhiều năng lượng hóa thạch. Đúng không? Thì những năng lượng này người ta gọi là năng lượng hóa thạch, có nghĩa là được tạo ra cách đây hàng trăm triệu năm đúng không, thì gọi là nhiên liệu hóa thạch. Và những nhiên liệu hóa thạch này người ta khai thác một thời gian sẽ bị cạn kiệt nha, đúng không, nên hiện giờ người ta đang tìm cách chuyển sang những nhiên liệu tái tạo, có thể là những nhiên liệu người ta có thể sử dụng nhiều lần mà không sợ hết, như là năng lượng mặt trời, năng lượng gió chẳng hạn, đúng không. Giờ tiếp theo mình sẽ học phần một lên mảng nhiên liệu. Trong sản xuất và đời sống, nhiều vật liệu bị đốt cháy sẽ không năng lượng của nhiệt và ánh sáng. Những vật liệu đó người ta gọi là nhiên liệu. Ví dụ như là gỗ nè, than đá, khí hóa lỏng, than củi, dầu mỏ, xăng, người ta gọi là các nhiên liệu. Năng lượng nhiệt thu được từ nhiên liệu có thể dùng để sưởi ấm, để nấu ăn, sản xuất hàng hóa trong công nghiệp, làm các động cơ hay là máy phát điện cũng được, đúng không? Như vậy là người ta có thể sử dụng các nhiên liệu này để người ta sưởi ấm, nấu ăn hoặc có thể là sản xuất điện cũng được, đúng không? Ví dụ như là mình thấy là các nước ở châu Âu thì người ta sẽ nhập than đá này, dầu mỏ này, khí ga của nước Nga để sản xuất, để làm sưởi ấm và sản xuất điện, đúng không? Và hiện nay người ta đang tìm cách để giảm phụ thuộc vào cái nhiên liệu hóa thạch. Đúng nè. Thì người ta có thể tạo từ hành điện, từ năng lượng gió này, năng lượng mặt trời đúng nè, năng lượng thủy triều chẳng hạn. Thì những năng lượng đó gọi là năng lượng xanh sạch đúng nè, và gọi là năng lượng tái tạo không ảnh hưởng đến môi trường mà là có thể sử dụng được nhiều lần. Tiếp theo là phần em có biết than đá được hình thành từ các cây to mọc ở vùng đầm lầy khoảng 300 triệu năm trước. Như mình thấy là có con số 300 triệu năm trước giờ là rất xa. Mình thấy một đời người thì sống được có vài chục năm thôi, nhưng mà ở đây là cách 300 triệu năm, như vậy là rất nhiều đời người đúng này thì mới có hàng mới sử dụng được. Khi cây chết thì chúng sẽ bị vùi trong đầm lầy. Nước trong đầm lầy không có khí oxy đã ngăn vi khuẩn phát triển nên không phân hủy được cây chết. Trong thời gian cây tạo thành khoang bụng, sau đó khoang bụng bị vùi lấp, bị nén bởi các lớp đá được hình thành phía trên nó. Lực ép tăng lên đã đẩy nước ra khỏi khoang bụng, làm nó nóng lên. Quá trình biến đổi khoang bụng thành hang đá đã diễn ra trong hàng trăm triệu năm. Như vậy từ những cái cây to, những cây gỗ to, đúng không? Để biến thành hang đá thì mất đến hàng trăm triệu năm rồi, đúng không? Còn việc khai thác những cái hang đá này
thì chỉ mất một thời gian rất là ngắn thì sẽ khai thác cạn kiệt, không còn hang đá để sử dụng nữa. Đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ nói về sự hình thành của dòng mỏ. Hơn 200 triệu năm trước trong đại dương, các thực vật nhỏ và động vật sống ở lớp nước ở phía trên tạo thành sinh vật phù du. Khi sinh vật phù du chết, chúng lắng xuống dưới đáy đại dương và được phủ một lớp đá. Sau đó chúng chuyển thành dầu và khí mê tan. Như vậy là xăng dầu bản chất là những sinh vật nhỏ phù du nha, chết xuống, được lắng xuống dưới đại dương, được phủ lên những lớp đá. Thì mất đến hàng trăm triệu năm, hơn 200 triệu năm mới tạo thành được dầu và khí mê tan. Đúng không? Như vậy là việc tạo thành thì rất là lâu, nhưng việc khai thác thì chỉ vài chục năm là hết. Đúng không? Nên bây giờ người ta đang tìm cách chuyển nhanh sang năng lượng tái tạo để có thể sử dụng hoài mà không hết. Giờ tiếp theo hay là mà mình sẽ học về năng lượng tái tạo. Nhiên liệu hóa thạch sẽ có hạn và sẽ đến thời điểm không còn đủ cho nhu cầu sử dụng của con người. Hiện nay các nhà khoa học đang cố gắng tìm năng lượng thay thế như là năng lượng của gió, năng lượng của sóng biển và khí chiều, năng lượng của dòng nước, năng lượng ánh sáng từ mặt trời. Cái năng lượng này gọi chung là năng lượng tái tạo. Ngày nay năng lượng tái tạo ngày được dùng nhiều trong sản xuất và đời sống, ví dụ như năng lượng gió và năng lượng mặt trời được dùng trong sản xuất điện. Như vậy là hình 32.2 cánh đồng điện gió ở tỉnh Bạc Liêu. Như vậy là ở Việt Nam mình thấy là có nhiều công trình tạo năng lượng tái tạo, như là những cánh đồng gió ở tỉnh Bạc Liêu, và những cái mô hình sản xuất năng lượng điện, gọi là năng lượng điện áp mái, đúng không? Thì đây là những năng lượng gọi là năng lượng tái tạo, có thể sử dụng hoài mà không hết. Hình 23.1 là mô hình sản xuất điện từ ánh sáng mặt trời. Đúng. Thì người ta sử dụng những tấm quang năng hay là tấm pin năng lượng mặt trời để chuyển ánh sáng thành năng lượng mặt trời nha. Đúng. Và những cánh đồng gió thì người ta sẽ xây những khu vực mà có rất nhiều gió, đúng không? Để việc khai thác điện biến đổi gió thành năng lượng điện một cách hiệu quả nhất, đúng không? Còn ở Việt Nam thì mình thấy là nắng nóng hầu như là quanh năm, nên việc sát chia phát triển năng lượng điện mặt trời rất là thích hợp, đúng không? Tiếp theo mình sẽ có phần câu hỏi, năng lượng của dầu mỏ có phải là năng lượng tái tạo không, vì sao? Thì mình thấy là năng lượng dầu mỏ chắc chắn là không phải năng lượng tái tạo, vì quyền phải mất đến hàng trăm triệu năm mới được tạo được hình dầu mỏ, nhưng việc khai thác chỉ vài chục năm là hết. Như vậy là nếu mình khai thác hết giờ, muốn có xăng dầu khoáng đá để sử dụng tiếp thì mình phải đợi thêm gần 300 triệu năm được mình mới có để sử dụng, nên gọi không gọi là năng lượng tái tạo được, đúng không? Như vậy câu này các em trả lời như sau: năng lượng của dầu mỏ không phải là năng lượng tái tạo vì phải mất quá dài mới hình thành được dầu mỏ. Ví dụ bây giờ chúng ta sử dụng hết dầu mỏ thì phải đợi khoảng 200 triệu năm mới có dầu mỏ để sử dụng tiếp, đúng không? Vì mình thấy là việc hình thành dầu mỏ rất là lâu như vậy, nên mình thấy là xăng dầu rất là mắc. Mình thấy là một lít xăng dầu hiện nay là gần 30.000 đồng, trong khi điện thì mình sản xuất có thể là điện năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng khí điện, đúng không? Nên điện sẽ dễ hơn. Mình thấy là 1 kW điện thì khoảng có 1.000 mấy đến 2.000 mấy không. Còn xăng thì đến 30.000. Như vậy mình thấy là xăng nó mắc hơn điện gấp gần 20 lần, đúng không? Như vậy nếu cái gia đình mình có sử dụng xe máy xăng này, xe ô tô xăng thì mình nên chuyển sang xe điện, thì tiết kiệm cho gia đình mình khoảng 20.000 đồng, 20 lần, đúng không? Ví dụ như là gia đình mình sử dụng xăng một tháng khoảng 500.000 đồng đi, thì nếu các em chuyển sang điện thì mình chưa tốn khoảng 25.000 đồng thôi. Mình sẽ tiết kiệm đến khoảng 475.000 đồng để cho việc khác, như là mình mua mua đồ dùng trong gia đình mình kia, đúng không? Ví dụ một tháng mình ca tiết kiệm được 475.000 đồng thì một năm thì các em sẽ tiết kiệm được khoảng hơn 5 triệu, hơn 5 triệu, đúng không? Mình thấy là tiết kiệm được rất nhiều tiền cho gia đình mình nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ có 2 câu hỏi. Kể tên thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo mà em biết, và kể tên năng lượng tái tạo mà trường học của em đang dùng nếu có nha.
Giờ như vậy là câu này các em trả lời như sau: các thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo như là pin mặt trời, tua pin gió, đúng không? Thì pin mặt trời sẽ biến đổi năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện, tua pin gió sẽ biến đổi năng lượng gió thành năng lượng điện, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ kể tên những năng lượng tái tạo mà trường học của em đang dùng. Ví dụ năng lượng tái tạo mà trường học của em đang dùng là năng lượng mặt trời, sử dụng hệ thống điện mặt trời, có các tấm pin mặt trời lắp đặt trên mái nhà trường để tạo điện, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần nội dung chính của bài học hôm nay. Nhiên liệu khi bị đốt cháy tạo ra năng lượng nhiệt và ánh sáng. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió là những năng lượng tái tạo. Các loại năng lượng này đang được sử dụng ngày càng nhiều. Đúng không? Như là mình thấy là một số nước Mỹ và nước châu Âu đang chuyển nhanh sang năng lượng tái tạo, gồm có năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Đúng không? Thì người ta sẽ tạo ra những cái xe, ô tô để chạy năng lượng điện. Đúng không? Điện thì sẽ tạo từ năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Và hiện nay người ta đang tìm cách chế tạo ra cái ô tô chạy bằng khí hydro, đúng không? Đúng không? Và người ta đang nghiên cứu để chế tạo ra những cái máy bay để có thể sử dụng năng lượng điện và năng lượng khí hydro, đúng không? Thì đó là những năng lượng tái tạo nha. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng thì hãy bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và các bạn bè sớm nhé, càng nhiều bạn xem càng vui. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm thì các em sẽ bấm đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em tốt, tạm biệt các em nhé.